là bạn khi ăn điểm từ những cú đập chảy sân, người ta sẽ bảo rằng ồ, ác thiệt. Nhưng sự thật thì chỉ có bạn mới biết, đó chính là nhờ ồ, ác phọt 80. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VinBee. Và trong video này mình sẽ không review bất kỳ sản phẩm nào. Mà intro vừa rồi về cây ác phọt 80, đó chính là cái cách mình vượt qua bài test và đầu quân cho VinBee. Xin chào, mình là Gia Huy, review mới của VNB. Rồi, mở đầu vậy là đạt rồi đúng không? Chúng ta hãy cùng bắt đầu với video nào. Thì video này không review về sản phẩm thì nó sẽ review về cái gì? Chắc chắn rồi, đó chính là review về bản thân mình. Đầu tiên là về bản thân nè, đam mê nè, định hướng nè, cây vợt mình đang sử dụng và lý do mà mình chọn đầu quân cho VNB. Đầu tiên là về bản thân, Gia Huy, Nguyễn Nhật Gia Huy, 23 tuổi, hiện tại đã tốt nghiệp. Và mình có một niềm đam mê với cầu lông từ rất lâu rồi. Nhưng mà khi mình quyết định sẽ chơi phong trào cũng như là tìm hiểu kỹ về nó là những năm nhất đại học. Và từ đó thì mình đã quyết định chuyển từ đánh ngoài trời đi vào trong sân. Và sau vài lần thua độ xì đinh thì mình đã quyết tâm sẽ học cũng như là tìm hiểu kỹ hơn về nó. Và mình đã học thầy cầu lông đến tận 6 tháng để quay trở lại và tệ hại hơn xưa, mình thua độ tiếp. Cho đến khi mình biết được sự tầm quan trọng của một cây vợt cầu lông nè, rồi cây vợt cầu lông như thế nào là phù hợp với từng cá nhân, cũng như là những cái lý thuyết như là nặng đầu nè, nhẹ đầu nè, thế nào là vợt dẻo nè, vợt cứng nè, rồi đan lưới như thế nào thì phù hợp, cũng như là như thế nào là dòng Lenin, dòng Jonet, hay là từng những phân khúc, những cây vợt khác nhau của từng dòng. Và mình cũng đã biết đến VNB cũng như là những video đầu tiên về anh Thanh Tuấn Anh. Vì thế nên mình đã ngay lập tức ra VNB và cây vợt đầu tiên mình đã sử dụng đó chính là 6000C. Đến phần thứ hai thì chúng ta hãy nói đến những cây vợt cầu lông mà mình đang sử dụng. À mà thật ra cây vợt đầu tiên mà mình sử dụng không phải là 6000C mà chính là 99 ly trong quay. Đóng ngoặc, mở ngoặc, phép. Rồi thì mình ra một cái cửa hàng, nói chung là nó cũng không có tên tuổi nhiều, và đã được người ta chào mời một cây vợt phôi 99 ly trong quay với giá là 600.000. Và mình cũng mua thử, cho đến khi mà ra cửa hàng đan vợt thì người ta mới biết đó là một cây vợt phét. Và mình cũng tức quá, mình thử đan đến 11kg thì các bạn biết rồi đó, chắc chắn về một cái là bật, nó đứt ngang luôn. Và cũng từ đó thì mình ở tức tối mình tìm hiểu hơn về những khái niệm về vật vật phét hay là vật riêu và những cách phân biệt. Và từ đó mình cũng biết đến anh Phan Tuấn Anh cũng như là VNB đã chia sẻ cho mình rất nhiều những cái kiến thức hay. Và từ đó mình cũng đã ra ngay cửa hàng và lựa chọn ngay cây vợt đầu tiên, đó là Euronat 6000C. Thì lý do mà mình chọn cây vợt này đó chính là mình thích trải nghiệm các bạn. Đây là cây vợt duy nhất có một cái thiết kế đặc biệt, đó là hai cái rãnh thoát khí. Và mình nghe nói nó sẽ tạo cho chúng ta một cái tốc độ vung vợt cũng như là độ chính xác cao trong từng cú đánh. Thì nghe khoái quá, ra mua liền. Rồi đánh cũng khoái nè các bạn, cả đánh đôi, đánh đơn đều cho những trải nghiệm rất tốt. Và mình cũng tiếp tục chơi lớn luôn, mình tậu từ mình update lên từ 2 rãnh thoát khí lên 4 rãnh thoát khí và mình đã chơi thẳng lên cây 9000C. Thì từ khi mà chuyển qua cây 9000C giống như là đổi phong thủy vậy, đánh đầu thắng đó, coi như là không có đối thủ luôn. Và từ đó thì idol của mình cũng chính là các bạn biết rồi đó, Yuta Watanabe. Sau một thời gian đánh thì mình mới thấy được một cái nhược điểm của cây 9000C, đó là rất ngon trong việc đánh đôi, nhưng mà trong đánh đơn thì cái đầu nặng nè, đũa cứng nè, nên rất là rút sức cũng như là không phù hợp với việc đánh đơn. Còn mình thì lại bắt đầu có những cái kèo đánh đơn, ăn lẩu, uống xì tin cực kỳ gắt luôn. Nên vì vậy nên mình tiếp tục mình tìm hiểu. Và trong đội tuyển Nhật Bản mình có biết đến một đơn nam top 1 thế giới, đó chính là Kempo Momota. Và cây vợt tiếp theo mình nói đến chắc chắn các bạn đã biết, cây vợt thứ hai mình sử dụng là 99 Pro Bạch Hổ. Thì khi mà sử dụng cây vợt này phải nói là vừa phù hợp với cái màu mình yêu thích, đó là màu trắng, vừa phải nói là đánh đâu là thắng đó. Cây vợt này rất ngon trong cả đánh đôi và đánh đơn. Thì cứ đập là ăn, phong cầu cũng rất là dễ, cũng như là thân vợt cứng rất là phù hợp cho những cái cú mà sủi lưới, có phòng thủ thì hơi đuối thôi. Và đó cũng chính là một cái nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của cây này là vô cùng rút sức, vô cùng rút sức thôi các bạn. Khi mà đánh á, chúng ta rất là dễ bị mệt cũng như là bị đuối khi mà đánh cây 99 Pro. Và cho đến khi mà mình quyết định tham gia một số giải phong trào cũng như là giải sinh viên thì mình mới thấy được cái nhược điểm này nó lớn như thế nào. Chắc chắn là các bạn, khi mà các bạn đánh với những dân phong trào hoặc là những người chơi cầu lâu năm thì một điều là các bạn đập không bao giờ ăn,
Đúng rồi, đập không thể nào ăn được họ. Cứ đập là thủ, cứ đập là thủ, cứ bung lên như vậy. Thì chỉ cần tầm khoảng giữa set thôi là coi như là rút sức mình khủng khiếp, mình đuối luôn, không thể nào đánh nổi nữa. Đến lúc đó thì mình cũng có thủ sẵn những cái cây như là trải nghiệm qua những cây như là Nano Flare LT hay là VNB V88. Nhưng mà thật sự thì cũng không có đúng với cái tầm trải nghiệm của mình. Và khi mà đánh cái cây 99 Pro á thì mình có một số trường hợp đó là mình bị mệt, bị đuối sức cũng như là mình bị mỏi hay là đau cái chóp vai ở đây. Và từ đó thì mình chắc chắn là phải đi tìm thêm một cái cây bảo kiếm khác phù hợp hơn với mình. Và cũng nhờ idol của mình, Yuta Watanabe, anh đã chuyển từ 9000C sang Agfog 80. Từ đó thì mình cũng theo dõi một idol khác, đó chính là Chen Long. Thì cây này phù hợp, như các bạn đã biết rồi, một người là top 1 trong đánh đôi và một người là top 1 trong đánh đơn. Thì cây này phù hợp cả về đánh đôi và đánh đơn. Và cũng như là cái trợ lực của nó rất là tốt, nặng đầu, thiên công, trợ lực. Và rất là phù hợp cho những cổ tay trung bình hay là dân phong trào, vì có một cái vì được trang bị super carbon và thân vật trung bình trợ lực cho những cú đập và cuối sân cháy sân vô cùng đặc biệt. Thì cũng từ đó thì mình lựa chọn sử dụng hai cây, đó chính là cây Agfog 80 4U và 5U thôi, 3U đánh nổi. Thì sau khi trải nghiệm những cây vật này thì là công thủ toàn diện, cũng như là đối thủ dở lên một cái thì mình ấn xuống đập gõ hay là đập mạnh, đập xẻ nắp thì đối thủ đều không thể đỡ được. Thì các bạn có thể xem lại video mà mình hành anh Sĩ Phương ngay đây. Biết tao. Không sao, anh đây. Yêu. Thì đó là những cây vợt mà mình đã sử dụng. Và một điều mà mình muốn khuyên với các bạn đó chính là các bạn hãy nên lựa chọn những shop cầu lông uy tín trên cả nước, cũng như là VNB. VNB là một shop cầu lông uy tín chuyên cung cấp những cây vợt cầu lông chính hãng, có bảo hành đàng hoàng cho các bạn luôn. Đừng như mình đi ra mua vợt phôi và mới nhận ra rằng là một nỗi đau lớn hơn cả nỗi đau mất rớp, đó chính là nỗi đau mất tiền do mua vợt phôi. Đây. Và cũng đã gần hết video rồi. Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ đó chính là về việc mình tại sao mình chọn đầu quân cho VNB. Thì lý do lớn nhất mình chọn đầu quân cho VNB đó chính là niềm đam mê với cầu lông của mình, cũng như là mong muốn chia sẻ đến các bạn những trải nghiệm về sử dụng những cái sản phẩm vật mới, giày mới hay là quần áo cầu lông, để gửi đến tất cả các bạn, cũng như là chia sẻ những cái góc nhìn, những cái kiến thức của mình về cầu lông. Vì vậy nên nếu các bạn thấy thích video này, đừng quên cho chúng mình một like, một share hay là một follow kênh để cho kênh VNB phát triển hơn nhé. Còn bây giờ, Gia Huy xin chào và hẹn gặp lại.